Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là một con đực ba bê pin lực nha các bạn, một con đực ba bê pin lực và một con đực siêu xám đó. Chân móng đực ba bê này hoàn thiện nè, xương cối, da mỏng lông sát, dai hở, đòn dài đó. Đực ba bê đầu đít bằng y luôn các bạn thấy không, cái đầu chà bá dai hở đó, đòn dài, chân móng đó hoàn thiện các bạn. Ba bê này cực kỳ pin lực nha, ba bê này cực kỳ pin lực nha các bạn. Đó, dàn chân móng nè, xương cối, lưng thẳng, đòn dài, cùm chân xương lớn các bạn, chân móng được hoàn thiện nha. Được ba bê này pin dữ lắm các bạn đó, được ba bê chứ được kèm pháp đó, kèm xám chủ báo giá là 46 triệu nha các bạn, 46 triệu. Đây, được ba bê là đít cơ muối nè, đòn dài nè, dai hở nè, da mỏng lông sát, dai hở, da mỏng lông sát, chân móng đều hoàn thiện các bạn đó. Được ba bê các bạn không pin không, giá 46 triệu các bạn, một đực ba bê, một con đực siêu xám, giá 46 triệu các bạn. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Ba bê này dặn ba bê lỡ nha các bạn, ba bê lỡ nha. Chân móng đồ hoàn thiện, da mỏng lông sát, xương lớn, xương cối, pin lực, pin lực nha các bạn. Đo cận cảnh, lưng thẳng, đòn dài, dai hở, đây cao 1m25 bò nè các bạn, cao 1m25 bò nè. Được ba bê thì cao 1m25 bò, được ba bê thì cao 1m25 bò các bạn, đít cơ muối cao 1m25 bò. Đít cao 1m3, được ba bê lỡ thì cao 1m25, đít cao 1m3, da mỏng lông sát, chân móng hoàn thiện, xương cối đó, cao 1m25 bò đít cao 1m3 nha các bạn. Đít cơ ngắn muối nè, da mỏng lông sát đó. Được ba bê này pin lực nha các bạn, được ba bê này pin lực nè, da mỏng tăng, dai hở, đòn dài, da mỏng lông sát, chân móng được hoàn thiện, xương cối các bạn đó, chân móng hoàn thiện, xương cối, cao 1m25 bò đến cao 1m3 nha các bạn, cao 1m25 bò đến cao 1m3 đó. Còn đây là con đực siêu xám, kèm xám nha các bạn, đầu trùi lũi, lưng thẳng, kèm lỡ luôn, xương xương cối kịp cộm nè, chân móng sò nè, đòn dài lưng thẳng nha các bạn, đòn dài lưng thẳng nè đó, đòn dài lưng thẳng, dai hở, chân móng đều hoàn thiện hết nè các bạn. Đó, dàn chân móng nó hoàn thiện hết nè, dài hở nè, kem lỡ luôn nha các bạn, kem xám lỡ nha. Cặp đực này thì chủ báo giá là 46 triệu bạn, 46 triệu. Đầu chà bá, dài hở, đòn dài. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video nha. Đây, dàn chân móng nè, hoàn thiện hết, cùm chân xương lớn, đít cơ ngắn muối đó, lưng thẳng, dai hở, được kem, được kem xám này đít y như đít ba bê luôn các bạn. Dai hở nè, lưng thẳng nè, chân móng đồ hoàn thiện nè đó, đầu chà bá. Đồ cận cảnh anh em thấy luôn, kem kem xám lỡ nha các bạn. Đây, cao 1m25 bò nè, cao 1m25 bò nè các bạn, nghe ngón tay nè, 1m25 nè đó, cao 1m25 bò đít nè, đít cao 1m3, đít cao 1m3 nha các bạn, đít cao 1m3. Được kem xám này cao 1m25, đít cao 1m3, đầu chà bá, trùi lũi, đòn dài, dai hở, chân móng đều hoàn thiện, cao 1m25 bò đến cao 1m3 đó, kem xám lỡ nha các bạn, được kem xám lỡ với được ba bê, đồng khích cho luôn các bạn,
đều cao mét 25 bò hết. Đít thì cao mét 3. Giá 46 triệu các bạn, cặp đực này. Cặp đực này thì chủ báo giá là 46 triệu. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Hai con này cái dàn đòn con nào cũng hết biết hết các bạn. Hai con này dàn đòn con nào cũng dài hết. Chân móng đồ hoàn thiện. Đó, bò này dạng bò lỡ nha các bạn. Bò lỡ nha. Đó. Đực kèm xám các bạn ha, đít. Đầu chà bá, chân móng đồ hoàn thiện, lưng thẳng. Giá 46 triệu cặp đực này các bạn, 46 triệu. Con đực 3B, con đực kèm xám, giá 46 triệu. Cao 1m25 bò đít cao 1m3. Giá 46 triệu.